Thiện sẽ hướng dẫn mọi người intro bài Người Tình Không Đến, và 1 phút sau Thiện sẽ hướng dẫn trực tiếp. Bây giờ Thiện sẽ đánh mẫu nha. Go. Đó đó là cái intro. Và mọi người ai muốn học nhìn xích nhạc thì mọi người có thể nhìn theo tiết tấu để đánh cho nó đúng cũng được, còn ai mà không biết nhìn xích có thể cảm âm và đánh theo những cái nốt cái chữ nhạc thì ghi bên trên nhé. Ok, và sau đây thì sẽ hướng dẫn mọi người từng câu bài này. Nam sẽ hát rê thứ, nữ sẽ hát la thứ, điệu rumba hay là bolero tempo 82. Nếu ai chưa có điệu tiếng thì có thể gửi cái mail qua cho Thiện, Thiện sẽ gửi cho ha. Ok, sau đây Thiện sẽ đánh mẫu nè. Mi, mọi người cái nhịp mi nó rớt dặm chút chứ nha. Mi là rớt xuống nha. Mi son re mi đô si là câu thứ nhất. Câu thứ hai này, la đô son la son re mi thì đánh chậm nè. La đô son la son re mi. Rồi chúng ta đổi tiếng guitar, mới đầu chúng ta tiếng sáo, tới cái đoạn này chúng ta đổi tiếng guitar. Mi re mi la la son re. Đó, thì sẽ đánh chậm nè. Mi re mi la la son re. Rồi, câu tiếp theo nè. Re son son mi đô. Rồi, câu tiếp theo chúng ta để mi thứ bảy nha. Mi re mi si son fa mi. Rồi câu tiếp theo nữa nè. Rồi thì đánh chậm lại nè. Mi re mi la la son re. Tiếp nè. Re mi đô là hai. Nghỉ câu theo. Rồi thì đánh lại câu này chậm cho mọi người nghe ha. Tôi quen biết anh. Sau đây thì sẽ đánh chậm lại một lần tempo khoảng cỡ 60 cho mọi người nghe nha. Và mọi người có thể đón xem những clip hướng dẫn đệm của bài Người Tình Không Đến có thiện nha. Go. Chúng ta để cho trống nó báo trước, chúng ta nháy vô. 1 2 3. Sau đây thì sẽ nói thêm một vài hợp âm để nâng cao cho mọi người nha. Ví dụ như tay phải chúng ta bấm hợp âm là la thứ. La thứ này đi. La thứ. Đó la thứ. Thì chuyện này nó có hợp âm pha trưởng, mọi người có thể thay bằng pha major 7 cho nó hay. Nó mang tính chất mông lung nhẹ nhàng, pha la đô mí nha. Hay là có hợp âm la 7 bát đô thăng để về rê thứ thì chúng ta có thể bấm như này. Chúng ta bấm hai cái nốt đô thăng và cái này thì chúng ta bấm son và la. Còn ai mà bấm không được thì có thể để la trưởng cũng được, hoặc là có thể để la 7 cho nó đơn giản cũng được. Đó, hợp âm mi thứ 7 thì chúng ta bấm là mi son si rê. Đó. Ok, cảm ơn mọi người, chúc mọi người có một buổi học vui vẻ nha. Xin chào. Yeah.
chào mọi người, mình là Thiện Organ. Xin chào mọi người đến với khóa học đệm hát trên đàn organ phần 2. Đến với khóa học này thì Thiện sẽ hướng dẫn mọi người 15 bài đệm hát và những kinh nghiệm kỹ thuật trong lúc đệm hát trên đàn organ. Đó là chúng ta đánh những hợp âm nâng cao và chạy gam và cách rao đoạn đầu một bài hát, và chúng ta sẽ thực tập những cái bài từ tông thứ sang tông trưởng. Đó. Thì còn hướng dẫn cho mọi người 4 câu gian tấu solo guitarist để mọi người có thể áp dụng vào bất kỳ điệu nhạc nào mọi người muốn, và có thể chúng ta áp dụng vào những đoạn gian tấu chúng ta feel fun theo ý mình thích. Khóa học organ nâng cao này thì có hướng dẫn cho mọi người làm quen với điệu twist, điệu rap và điệu habanera, và chúng ta sẽ độc tấu một bài giọng cổ, giọng kim lan. Đến với chương trình học đàn online này, nó có rất là nhiều điểm. Đó là về thời gian, mọi người có thể linh động bất cứ khi nào mọi người học cũng được. Và khoảng cách dành cho những ai mà có khoảng cách địa lý quá xa và không có thể tới lớp nhạc học được thì chúng ta có thể học qua online. Một điều quan trọng nhất đối với khóa học này là Thiện dạy một cách là rất là nhiệt tình và vui vẻ, và làm sao truyền đạt tới cho mọi người một cách đơn giản nhất và dễ hiểu nhất. Đó, tạo hứng thú cho mọi người trong lúc học. Có thể tham khảo khóa học đàn đệm hát online phần 2 nâng cao này phía bên dưới và nhấn nút đăng ký ngay phía bên dưới để cùng học nha. Xin chào mọi người, chúc mọi người vui vẻ nha.